Còn anh em nào mà muốn mua ạc riêng anh em, đó anh em kéo xuống dưới và mua ạc riêng cho mình luôn nha anh em ơi. Đó, đảm bảo cam kết y hình luôn nha anh em. Thì đây là shop chính chủ của mình, thì anh em cứ yên tâm về giống như là giao dịch nha. Thì anh em nói tôi là có mới nói cũ, thì nói chứ nói vậy là Quý Thanh nó cũng buồn lắm nha anh em. Tại vì nó cũng đá cho tôi gần một năm trời chứ đâu phải ít đâu anh em. Thì bây giờ thì tôi sẽ gọi ông Quách Lộc qua để nói chuyện nha anh em. Tại vì hôm qua Đức Cống cũng nói anh Hép cho nó dự bị các kiểu gà đĩa gì đó, anh em không có tin tưởng nó. Thì bây giờ thì tôi sẽ gọi ông Hép qua luôn nha. Má thiệt chứ, giờ Quý Thanh mà không đá nữa tôi không biết làm sao nữa anh em ơi. Sao không có bắt máy nè trời. Rồi anh em ơi, ông gọi lại nè. Alo. Nghe nè. Hôm qua nhà con liền đi tùm lum chuyện chơi rồi nè. Gì đó? Đức Cống Quý Thanh. Rồi, đấy chạy qua liền nè. Ông có coi video rồi đúng không? Rồi, mới coi làm. Rồi qua đi. Vô đây đi ba ơi. Hôm nay là ông phải nói chuyện cho đàng hoàng nha. Thằng Đức nó nói ông á là không có tin tưởng nó. Mấy cái thằng mà 2-6-7 đá yếu, nói chung là mới vô thôi mà cho nó dự bị mà cho mấy thằng kia đá trước vậy đó. Nó nói ông là không công nhận nó. Nó cống hiến chày da chóc dãy. Thì bây giờ vô nói chuyện đi. Nó không có nói chuyện với thằng Quý Thanh. Một thằng một phòng rồi. Ừ. Nè, thằng Quý Thanh trong đây nè. Kêu Quý Thanh qua luôn. Quý Thanh rồi. Đây nè. Nó buồn hổng gài nè. Đi qua đây nói chuyện nè. Từ từ giờ ông nói chuyện nó rõ ràng trước đi. Sao Quý Thanh hôm qua Đức nó nói gì? Nói anh cũng tin tưởng nó gì đó, tin tưởng em giờ nó. Nó nói rồi cộng nó. Ủa không cộng Quý Thanh không cộng nó. Trời ơi, thì đó đá, anh biết nó đá thì sao mà. Thật sao anh mới kêu cộng Quý Thanh mà. Chứ đâu phải mà khơi khơi đâu. Thôi làm gì em khơi quá rồi. Bây giờ ví dụ như bây giờ không lẽ giờ anh cộng biết vô rồi tiền đạo rồi ai đá tiền đạo. Nè thằng này đệ tử của Đức Cống nè, mày thấy làm sao mày anh nói đi. Anh không công bằng cho anh Đức à. Công bằng sao? Anh Đức đi theo anh lâu rồi. Tự nhiên anh Đức không được đá. Ủa lâu thì lâu, cái đó là một phần của riêng cái mà đó anh chứ. Anh Đức cũng đá cũng hay mà. Nhưng mà bây giờ anh nói mày một câu nè, vấn đề nè. Là cái thằng Quý Thanh nó có thể giải quyết trận đấu trong một tình huống được. Hiểu không? Còn mày nhìn mày cũng đó, mày nhìn mày cũng biết mà. Đức không có được. Như cái giải là như cái giải nào á, mà vậy như là U18 hoặc là gì đó, U22. Cứ thấy không? Không có mấy thằng đá hay nhiều. Thì thằng Đức có tỏ sáng rồi. Đúng rồi. Còn mà ví dụ như có Quý Thanh hoặc là này kia thì bắt buộc phải chọn Quý Thanh hơn nhiều hơn Đức rồi. Rồi thấy sao? Anh cho Quý Thanh đá nhiều hơn nên là anh Đức đâu có cơ hội tỏ sáng đâu. Rồi cứ thấy anh cho Đức nhiều khi nó vô đá nó cũng không tỏ sáng được rồi, em lấy giờ anh làm gì giờ? Hả? Tôi cũng thấy vậy đó. Thôi giờ Quý Thanh qua nói chuyện luôn nè Quý Thanh đây. Đi. Thôi qua luôn nè. Đi qua nè, qua nè. Đi. Nói chung là rắc rối lắm. Một người ở lâu, người nó trình nó. Đúng rồi, thằng Đức là thủ mà. Thằng Quý Thanh là tiền đạo mà sao so sánh được. Trời. Rồi đó, hôm nay ông kết qua nè, có gì vẫn nói gì nói đi. Nói gì? Thì mày nói phép không tin tưởng mày gì đó. Thì đúng rồi, chứ còn gì nữa không tin tưởng chứ tin tưởng. Rồi như chẳng anh tin tưởng, anh đặt mình tin tiên cưng có làm được không? Mới quan trọng là chuyện đó. Chứ không phải là anh là thiên vị với bất cứ đứa ai chứ. Tại vì á, trong cái trận đấu á, anh muốn là cái tiền tin của anh đặt cho người đó là phải vô là phải thể hiện. Còn cưng vô cũng không có thể hiện được gì, nhưng bây giờ bắt anh tin tưởng cưng hoài sao tin tưởng được. Cái gì cũng gì. Trong một cái trận đấu mà ví dụ như bây giờ là ảnh hưởng tới cục diện trận đấu luôn. Chứ không phải là riêng những cái đội mình không. Cưng cũng thấy vậy đó. Những lần anh đưa cưng vô cái cưng đá không được rồi anh bắt buộc anh phải thay rồi. Đó. Cái tâm lý của cưng nó hơi nặng đấy. Cưng vô đá là bắt nhịp chậm hơn anh em. Chứ không phải là cưng vô cưng đá mà cưng bắt nhịp với anh em liền. Những lúc đá được anh cũng có đưa vô đâu. Những lúc đá được anh đưa mày vô mày cũng hợp bào hợp mày. Anh biết cái tình huống nào đưa cưng vô là anh đưa vô được. Chứ không phải là anh ấy. Có những giải anh đưa cưng vô đá trước luôn, đá đầu tiên luôn. Cưng vô cưng đá cũng không được. Rồi bây giờ anh sao giờ? Anh bắt buộc anh sợ, anh thì muốn cái đội bóng thành tích đội bóng mình nó tốt.
chứ bây giờ anh hỏi tin bây giờ là đá nhau anh em đá nhau không mà gì có gì nhỏ xíu cộng người này cộng người kia cái đầu anh em xích bích với nhau đi sao được. Ví dụ như bây giờ mình không đá được thì mình nhường cho bạn đá, rồi ví dụ như mấy trận khác giải khác á thì bạn cũng nhường như mình đá cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu. Tại sao anh nói gì đó mày chịu không? Nói gì kỳ quá anh Hép ơi, anh Đức lúc nào cũng đá chì ra chóc thịt, giờ anh không cho anh Đức đá là sao? Tiền đạo là ấy lắm hả? Bây giờ nè, bây giờ tao nhưng mà tiền đạo là bây giờ tính hay gì? Bây giờ cái chuyên môn của mày nè, bây giờ mày đó mà ở ngoài thì mày nhìn mày thấy hay gì đó, còn vô trận đó vô trận nè, mấy tình huống nè, dù như là Đức bị lỗi nè, ai chịu? Rồi có đổ lỗi lên cho Đức không? Chẳng đổi thua có đổ lỗi cho Đức không? Thì Quý Thanh cũng vậy mà. Còn Quý Thanh như lá nhiều khi á, còn ví dụ như còn Quý Thanh thì lỗi còn gỡ được. Thì còn Đức cũng gỡ được mà. Tại vì anh Thép, như mấy anh em đặt niềm tin Quý Thanh nhiều quá nên là không bao giờ bị thất vọng đâu. Thì bây giờ đó mày nói nó hay lắm. Mày vô cái áp lực như tao rồi biết. Nhiều khi dắt đội đi đá thua, tao chịu trách nhiệm. Chứ ai chịu trách nhiệm? Thua có đổ lỗi cho nào không? Hả? Thua tao cũng hôm tao gặp hết. Nói vậy chịu rồi. Từ lúc ông vô team giờ thấy ông có phái tôi đâu, toàn cho vui vui bị không à. Mày nói gì là không được. Chặn nào cũng vậy chứ, nó có khi nguyên chặn luôn, nguyên giải luôn nữa. Nhiều khi nói mày nói gì là không chấp nhận. Anh em mày nói gì là anh không chịu hả? Mày nói anh không khoái mày, đúng không? Cái gì cũng vậy á. Ai đi chơi trong đội ai cũng hòa đồng nhau chứ. Mày nói anh không khoái mày, cho thấy gì mà nói anh nghiêm mày hay là này nọ mày. Mày nói gì rồi người ta nghĩ vô, người ta nói ừ anh lớn mà anh ghét lại bỏ ông kia. Đó mà nói gì sao được. Giờ Quý Thanh nè, Quý Thanh nhường cho Đức Cống đi ba la đá nè. Thì em nhường người đó, anh đâu đá đâu. Đứa cống đá đi. Không, bây giờ đã đặt không đặt niềm tin là lúc đầu rồi, giờ sao mà đá được. Trẻ không đặt niềm tin nhưng mà cái này như kiểu bị bắt ép á, mặn á. Bây giờ mày nói nhiều quá à. Mày không có biết cái gì chứ trong chuyện này chứ á. Mày đừng có nói nữa. Mày làm như là mày hay lắm nha, mày giỏi lắm nha. Rồi bây giờ nè, cái vô đá nè. Rồi lỗi thua mày chịu trách nhiệm không? Mày đứng ra mày chịu trách nhiệm đi. Mấy lần đi giải rồi cũng thấy rồi. Lỗi mình thua đó, mày đứng ra mày chịu trách nhiệm đi. Nhưng mà bây giờ nè, một bên thì một nùi ở trên đây, một bên thì một nùi ở trên đây. Đâu phải Quý Thanh mới vô đâu, cũng gần năm rồi chứ phải chuyện đơn giản đâu. Thì đó, phải chi mà Quý Thanh đó, cái thực lực của nó thì anh em cũng ai trong nội cũng đã nhìn thấy rồi, chứ không phải là duyên về là... Mấy trận rồi, trận nào cũng xúc vô hết trơn. Cho đá nhiều quá xúc vô rồi đúng rồi. Rồi mấy thằng kia đá nhiều quá nó cũng có xúc vô đâu. Cho anh Đức đá phun trận đi hay là chỉ thay được 10 phút đầu đi ra. Ủa là mày không thấy cái trận nhầm giải đâu. Đội 2 Đức đá nguyên một giải luôn đó. Sao mày không nói? Có thằng nào mà kêu nó ra không? Nó muốn đá nó mệt nó ra đó. Thì con gánh còn gì nữa. Như giải với Tuấn đó, nó đá nguyên một giải luôn đó. Có ai kêu nó không? Nhưng mà cái lúc đó đá hai son luôn thấy. Người ta lại công nhận. Người ta công nhận người ta mới cho đá nhiều. Công nhận người giải hai son cho đi giải. Ủa thì đấy. Giải này giải có cộng 1 rồi sao mà cho đi. Cộng 1 cây 2 cây 5. Nói như mày mới đi này. Mày không có biết cái gì chứ. Mày hai gì mày nói thêm cho anh em đồ giải quà mày còn chim vô như vậy nữa. Mày căng thẳng không? Mày muốn căng thẳng không? Mày không biết gì mà mày giờ mày sẽ vô mày cho lộ giữa anh em tao bắt lộn nhau mà. Mày binh mà binh không đúng. Cái gì cũng vậy. Bây giờ là giải này nè. Giờ hai thằng là thằng nào cũng nhường qua cho nó nữa. Vậy thôi khỏi cộng luôn đi. Khỏi cộng thằng nào hay lắm chưa? Nghỉ đá luôn đi, khỏi đá nữa. Nghỉ mày, khỏi đi luôn mày, tao không đi luôn đó. Ừ. Giờ khỏi đá luôn. Khỏi đá luôn mày. Giờ lỡ đăng ký rồi phải chơi, không có chơi là không có được. Chơi gì chứ đó giờ tao thấy ông vô, lần đầu ông vô ông làm cốt rồi tao thấy không có được rồi, ông không hết tao. Không hết cái gì? Mày không thấy tao làm hết cho đăng của tao trong cái đội bóng này rồi tao nhiệt tình như thôi rồi gì nữa. Hết gì? Nhầm anh em đồ bị dư bị nguyên giải luôn, không ai nói gì chứ. Đá giải thôi bị dư bị thôi chứ bây giờ lấy giờ đá giải hay là mình đá chính hả? Đá có gì như mày chứ? À gì thì cũng một trận đi, chúng cho anh em vô có 5 phút đi cũng được nữa, không ai nói gì chứ. Lần này đưa nguyên giải dư bị rồi sao được. Rồi cũng trận quan trọng đó, rồi anh em vô mà anh em bị thua rồi đó sao mà không nói đi. Nguyên giải đó, bị thua đó, bị lội đó sao mà không nói.
bị lỡ rồi đâu có tôi đâu. Tôi vừa bị xong rồi tôi biết được. Nói gì ơi mày, mày nói chuyện cái gì mày nói chuyện mà sốc mà. Sốc chị? Cái đó không, cái đó đúng rồi chứ không sốc. Không có đúng mày. Nói chuyện cái gì mày không nói gì sai mà không nói hoài. Sai là sai chỗ nào mày nói tao nghe coi. Không lớn không đưa cho người ta dư bị không gì xong được. Trời ơi, mày đã giỡn mà nói chuyện dư bị chứ bây giờ mày đã giỡn rồi tao đã chính mày. Ủa cũng phải tin tưởng cho người ta vài lần chứ trời ơi, cũng phải nhìn cho người ta cho tin tưởng như trên xong mà đá được. Bây giờ nè, mình đá mình yếu hơn người ta, mình phải học hỏi người ta. Cái gì đâu mà không có chịu học hỏi người ta mà tối ngày cứ nghĩ là mình đá hay không à. Mà ta cho như vậy không à. Đức nhưng mà em cũng thấy đúng nữa. Tại vì nhầm lúc thằng Đức cũng đá hay chứ phải đâu dở đâu hay đâu trời. Nhưng mà những trận đấu căng thẳng nó quyết liệt đúng không? Anh cần những gì như bây giờ anh cần thủ. Hoặc là anh cần những thành công. Thằng Đức nó vô đá nó không có đá banh. Tối ngày nó gặp người ta nó chuột tao không à. Rồi mà đá cái gì? Ủa chuột không có phá banh ra hay gì á trời. Chuột người ta hậu vệ gì thôi. Chuột chứ. Chuột thục bóng đó lúc nhìn hơi hồi lỗi đó. Rồi đưa lên nhà vô tình huống nguy hiểm không? Được. Có anh thấy đó về em có chuột mà nó có bị phạm lỗi không? Cho toàn là chúng banh nó khóa ra không à. Rồi mấy cái tình huống đó là rồi vô chuột hụt rồi sao? Nghĩ làm sao vậy? Trời đã một khi em chuột em phải canh bóng rồi chứ tự nhiên cái chuột trúng chân người ta cho bị phạm lỗi rồi sao? Đấy, đúng em đó. Cũng biết chứ trời. Đá thì anh nói á, đá thì đã dở thì chấp nhận mà đã dở chứ đừng có nghĩ mà mình đã dở rồi mình nghĩ là hay. Tao hẳn với mày bây giờ là mày đá tệ là tệ lại luôn á. Không làm gì vậy? Đó người ta hẳn sao? Thôi thôi bỏ đó, đi. Bỏ mà làm gì vậy? Cho tao không mưa vậy. Nó dở không hay đó chị không? Bỏ đi. Bỏ đi người bỏ. Thôi bây giờ còn cái gì nói luôn nè, mất công lắm. Tao mất đi, sao là có mày đá tao không đi. Bỏ tôi đi. Bây giờ tôi đi về nhà luôn, không có gặp cái mặt ông đâu, hiểu không? Không có vô đây nữa đâu. Thôi. Khỏi. Thôi Đức ơi. Có gì đâu. Thôi bỏ đi bạn. Mình thua à. Bỏ đi. Bốn. Rồi luôn. Đức đâu? Đức. Bảy người về giải luôn bảy. Về luôn hả? Ừ. Dốc quá. Đức. Đức. Rồi. Đức về luôn rồi. Cái lộn rồi đó hả? Ừ, ông hép với nó cự lộn. Có ngày có nhiên mà cự lộn hoài. Nó về luôn chị em hết rồi. Rồi đó mà anh làm gì không được đâu. Nó về luôn. Đi. Nó về cãi đó. Nó tụi gái nó cao quá thì thôi cho nó ôm tụi gái nó sống luôn đi. Anh với em anh em chơi mấy năm trời mà anh vậy thua. Chơi gì mày cứ thấy vô nhà không có chuyện chắc nhà, mời nó có tôn trọng ở đâu. Mà anh nóng quá kìa. Ê, chắc mời mình xuống nhà nó mày ơi, không có được. Xuống nhà chứ sao giờ chứ làm vậy gặp em cũng về nữa. Cái bạn nó nhỏ mà nó chuyện sốc ốc anh không không? Thôi vậy thôi. Mời xuống nhà nó cái đi mà đi. Chứ đi có tiền. Tự nhiên. Thôi bỏ đi. Thôi, bye bye em nha. Mai tôi sẽ xuống nhà của Đức Cống. Tôi định không có quay đâu. Nhưng mà cái giải này, cái giải này nó lớn quá. Hồi nãy mày bên Đức Cống mà. Mày muốn gì là hảo lắm được đó. Tao nói mày á. Tôi không muốn về. Thôi, bỏ đi mệt quá.